chào chú chị đến tí cái nhà. Nào mà hay mà có những gì không, chúng cái đoạn đó phải lên con mặt vậy chứ lần nữa lên rồi rồi là hư liền thấy không? Hư liền. Nếu mà thôi thì là hư liền. À mình lấy ngàn chút ngàn đó ha. Đó thì lúc đó nhìn rất rõ ai thấy rõ mặt hết trơn. Quá hay luôn. Có anh ấy thì không thấy rõ tại vì tăng mặt bự quá nó che mất anh. Ông đang đứng sau anh chứ bộ hả? Ông đang đứng sau anh chứ bộ trước anh luôn, nó chèn trước anh á. Dạ có khúc chót á, khúc chót thì thấy anh được rõ cái trong cái MV người mắt cái nhà anh tí anh thấy ăn tiền nhất là tấm hình tấm hình người cha dắt con nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy anh nhìn tí chị hay nhớ like nha và chia sẻ mình mạnh lên. Hy vọng là mưa quá cả nhà, hỏi xong về chuyện cảnh ngoài mưa cả nhà, mưa lớn lắm cả nhà ơi. Chịu kêu thì anh làm thêm clip nữa anh tí ha. Anh đang suy nghĩ cả nhà, đêm nào anh cũng suy nghĩ làm clip nữa. Viết bài mới chứ đã. Dạ. Phải có bài mới. Quá bài bài mới gần xong rồi. Ủa có bài mới rồi hả? Đó, còn khoảng khúc nữa. Còn nếu khoảng khúc nữa. Nếu mà thường bài mới thì anh sẽ hát trước rồi làm MV sau hả sao? Thì để đi coi, để đi coi. Dạ. Thấy cái này anh bóc làm MV luôn. Cho thấy cái này anh thu xong anh làm MV luôn. À chứ không hát gì làm biết nghe. Dạ. Rồi bây giờ karaoke người hai mặt cũng đã có rồi, cô chú anh chị mình lên karaoke nha. Okay, có luôn. Có rồi. Có rồi, có rồi. Như mới gửi lên. Mới có luôn hả anh? Mới có luôn. Dạ. Vậy để anh báo cho thằng em nó lấy cái đó nó lấy con tôi rồi. Qua nó hỏi anh gì biết. À chắc đang gửi lên đó. Dạ. Mưa quá ha. Thôi mình đứng đây chơi luôn. Chúng ta đã qua quán dẹp sớm vậy anh em đi qua quán bên đây. Dạ. Quán 6 bữa nay là 6 giờ đóng cửa rồi. Anh em đi qua quán bên kia vậy. Thôi bây giờ em đợi anh với chị Trâm qua hỏi thăm sức khỏe của chị Ni xíu chắc cũng bình thường. Khỏe, Ni bình thường. Dạ. Em biết là bình thường rồi, hôm qua anh cho ăn heo quay là em biết là bình thường rồi. Đặc biệt có ổi bánh mì nữa, heo quay bánh mì. Có thể để cho chị làm. Dạ. Nghe chị Ly nói là sẽ làm nhiều hơn nói. À, chuyến này sẽ làm nhiều hơn nói anh tí ha. Đúng rồi, làm nhiều hơn nói. Dạ. Chuyến này đi làm cho Ly. Dạ. À. Làm cho chị Ly. Chuyến này đi làm cho Ly. Rồi. Chuyến trước là đi làm cho nó lo. Dạ. Chuyến này đi làm cho Ly. Dạ. Ngon nha, ngon nha. Có tin vui, có phim hay nha. Có phim hay cả nhà, chuyến này làm cho chị Ni. Chị Ni sẽ ẩn ẩn hiện hiện vậy đó, nó mới vui. Chứ mà xuất hiện hoài thì nó cũng không còn gì là vui, nó không còn gì là bí mật nữa. Cứ lâu lâu xuất hiện, lâu lâu ẩn ẩn. Không biết ở đâu thì cũng hay. Ờ, có anh Ken. Ồ, Ken nè. Ken không biết là thấy nó mập được á. Cái bạn nó giống như bạn. Ờ, nó rôn rôi. Hôm nay cao được chút rồi nè. Dạ. Thường là roi roi như vậy sẽ cao. Thấy hôm nay đẹp trai ghê. Đẹp trai, nó muốn có đẹp trai. Ờ. Mày mấy trai. Chị, mày mấy. Ngon lành. Không biết, nhưng mà bữa nay là ngày tụ trường nè. Ken đi tụ trường ngày nay đó không Ken? Dạ. Học luôn rồi. Con học 7. Học luôn rồi, nhưng mà bữa nay phải khai giảng chứ. Có khai giảng. Có khai giảng không? Có. Có, nhưng mà hôm nay đúng không? Dạ. À. Đó, hôm nay là cả nước là khai giảng và cũng như là các bậc phụ huynh sẽ làm lớp 6 hả Ken? Xe ôm miễn phí 7 hả? À Ken bằng tuổi cái bon. Ồ lớp 7 mà nhìn nhìn mignon nè. Ken cũng chơi thể thao nhiều vô. Dạ đúng rồi. À. Con chơi con đi bơi lội chơi cho cái tí. Nè. Bơi lội cho cô tí. Để Ken nhìn cái tại người giống anh Chánh vậy hả? Ờ giống như anh Chánh vậy đó, cái rồi rồi vậy đó. Rồi anh tí vô like cái bé rồi. Nó nắm vô like nó mệt lắm. Không like hả? À. Phải vô nói chuyện tâm sự. Nó tính rủ Ngải đi nhậu. Cho hai bà lên. Ở chị Loan với lại chị Trâm like rồi cả nhà ơi. Tại bây giờ chị Trâm với
dùm con online cả nhà, phải bán vé cho cô chú anh chị. Nhân viên chuẩn bị về. Các thăm kia nó che lại hình bờ nha cả nhà. Em rất là dễ thương cả nhà, tóc rất là dài. Hai anh em về nội bắt đầu bị cắt tóc giống nhau luôn, hai anh em cũng đi chen cắt tóc luôn. Cái máy vừa tôi chuẩn bị thì chuẩn bị mà chuyển khoản thì chuyển cho dùm lon ha cả nhà. Cái máy vừa cải tiến tôi chuẩn bị nên hậu quay nó bị che cả nhà. Chuẩn bị cửa hàng thì ủng hộ cho dùm lon ha. Nên máy vừa để che mong mọi cả nhà thông cảm nha cả nhà. Không chú chị nào thì vé âm thành cho chị 100 là âm lo thì vé này 200.000 cả nhà, 989 khác ở 386 ở được trình Tuấn thì muốn nhận qua bên lộn thì Hưng Phú cả nhà. Tại trời mưa quá rồi cô chị, rất cửa lớn luôn cả nhà. Mưa ra tắm mưa đi anh. Anh YouTube, anh YouTube sạch không? À, em YouTube dơ lắm anh ơi. Dơ dơ đi ra tắm đi. Anh YouTube dơ anh đi ra tắm cho sạch anh. Tại vì dơ là để dành cho heo lai xanh với lại hấp nước cung. Ha. Bây giờ. Vậy là anh sạch hay là anh dơ? Nói thẳng đi. Anh em là dơ. Dơ mà đi tắm đi cho nó sạch. Thôi tắm dơ thêm nữa. Chứ không? Càng tắm càng dơ. Đúng rồi, tắm còn dơ thêm nữa. Rồi anh này lạ nha, YouTube này lạ nha. Hỏi chương trình tạm dừng video cả nhà, mưa rất là lớn con chú anh chị, để chị anh tí chị chăm cho chị em Loan đăng like cả nhà. Hỏi cũng xin tạm dừng video cả nhà, mưa rất là lớn luôn.